Chào anh em nha. Hôm nay mình đi xuống La Ngà để câu cá lóc. Nay là ngày khai cần đầu năm của mình. Hồ câu đây là hồ câu Anh Nhật. Ở đây thì lóc đen, lóc bông đầy đủ hết nha anh em. Ở đây rất là đẹp. Đây giờ anh em xem nha. Đây hồ rất là rộng anh em. Đây là cá nó đang mừng nước á. Đây nước ở bên này qua nè. Nước là ở ngoài. Cái này là ngoài sông. Sông nước nó vô. Giờ vô câu nha anh em. Ép 35 lên hàng. Thì sáng hôm nay á, mình chia sẻ với anh em chút về cái mồi câu nha, chọn mồi như thế nào cho nó phù hợp. Thì về chọn mồi á, mình chia ra 3 tầng nước nha anh em. Nổi, đi lửng và đi chìm ở đáy hồ. Trong cái môn câu cá lóc này á, thì đi nổi anh em thường sử dụng các con mồi như là nhái hơi, nhái nhảy, nhái lắc là đa dụng nhất. Mồi nổi nó phù hợp với địa hình phức tạp do nó được thiết kế chống vướng rất là tốt. Mồi nổi á, thì anh em đánh vào lúc sáng sớm hoặc là tới chiều lúc mà nước nó mát á, cá nó vô gần bờ hoặc nó dựa vô xen súng để nó săn mồi á, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Mồi nổi cho mình cái cảm giác rất là sướng khi cá đớp mồi nha. Rồi thì đó là mồi nổi. Rồi để câu chút đi rồi mình nói tiếp về mồi lửng nha, chứ để anh em xung quanh ta bào quá, mình nãy giờ lo nói không à, câu được có mấy con à. Để đổi qua con mồi trống trống này kiếm lóc bông thử coi. Mấy lóc đen này sung thiệt chứ, mồi này mà nó cũng ăn nữa, hay thiệt. Mình hay dùng mồi lửng để mình chạy cá nhác, tại vì con mồi nó đi cách mực nước 80 cho tới 100 cm nên con cá nó ăn ở dưới nó sẽ dạng ăn mồi hơn á. Mình hay dùng là mồi lửng thì mình hay dùng F35 nè, rồi TNV 8g nè, hoặc là những con mồi đi có gắn lưỡi ba tiêu như CC50 là những cái con nó phổ biến trong cái câu cá lóc nè.
giờ mình nói lửng với nổi rồi, thì giờ tới cái cuối cùng là những con mồi nó cào đáy. Thì mấy con mồi cào đáy thường là mấy con cá sắt, trong cá lóc thì con cá sắt thôi anh em. Mấy con đó thì anh em phải đánh nó cái địa hình là mình biết cái đáy hồ nó sạch, không có dưới rác. Chứ nếu mà nó dưới rác thì xác định nha, tại vì nó là lưỡi ba tiêu, kéo là dính, kéo là dính, dính rác á, chứ không có dính cá đâu. Giờ mình lội qua kia quýnh lóc bông, mới thấy anh chủ hồ ảnh báo nói bên đó lóc bông nó qua đó nó mừng nước á, cái chỗ mà hồi nãy đầu clip mình có quay á, thấy là cái chỗ cống ra vô đó nối với cái sông La Ngà đó nè. Lóc bông là phải chơi mấy con mồi action nó mạnh vậy nè, tại mấy con quỷ đó nó dữ lắm. Lên hàng nhanh em. Cá bông nha anh em, cá bông nha, cá bông nha. Thôi nghỉ anh em ơi, cảm ơn anh em đã xem clip nha, chúc anh em năm mới phát tài.